Hello anh chị em, cô dì chú thím đã quay trở lại với cái kênh của tôi. Tôi đã trở lại với chính mình rồi đây. Mấy ông hỏi sao tôi không chơi tự chiến đúng không? Hôm nay tôi chơi nè. 1, 2, 3, 4. Hôm nay tôi sẽ chơi tự chiến với 4 con bò hồng. Tôi sẽ mang ác mộng đến cho team đến. Một con thì đã đáng sợ rồi. Bây giờ 4 con sự đáng sợ nhân 4. Đây rồi, mày tới cấp chuyện mày rồi. Nghiễn liền. À, mày bắn trong nội tao nè. Mèn đất ơi, sao mày đỡ được? Đâu rồi, còn hai đứa nữa đâu, bước ra đây luôn. Hình như đồng đội tôi đang bắn nó. Đây rồi. Ủa sao gục hết trơn rồi? Không sao, cứ yên tâm để ông chùm bò hồng ra tay. Chùm mền nhé. Anh em không cần lo đâu. Thua kêu này, ta bày kêu khác. Mới có dán đầu hà chưa chứng tỏ được cái gì đâu. Chừng nào mà mình thua thêm một dán nữa đi, lúc đó mới sợ. Bây giờ mà anh chị em bò hồng mình công chung một hướng là nó chạy đường trời. Đúng rồi. Cái nơi lý tưởng để thủ là cái nhà này nè. À đây rồi. Đậu xanh đâu vậy? Anh em yên tâm đi. Tin tưởng tôi là không có đường nào thua được chứ. Cứu tôi người anh em ơi. Cái này là sự cố ngoài ý muốn. Cứu tôi dậy đi, tôi lia tem địch cho coi. Rồi, xong rồi. Không mấy người anh em cứu tôi thêm cái nữa được không? Mày lừa bố mày. Thất bại thì mình làm lại từ đầu. Mới có 2 dáng chứ nhiêu. Bây giờ mới là lúc cho địch biết như thế nào là sự lợi hại của 4 con bò hồng. Anh em tin tưởng tôi không? Nếu mà có thì hô hào lên nào. Anh em cũng đâu có cần im lặng đến đáng sợ vậy đâu. Nhưng mà không sao, nãy giờ là tôi cố tình nhường địch thôi. Bây giờ mới là lúc tôi thể hiện kỹ năng nè. Chàng ơi, anh bạn áo xanh chạy qua đây làm cái gì? Mặc đồ màu xanh mà muốn nhập hội hả? Đâu có dễ. Còn 3 thằng kia đâu? À đây rồi. Chàng ơi, nằm chèm bẹp liền. Tao nói rồi, đừng có gây sự với mấy con bò hồng. Đây nữa. Ui, cái thằng nào bắn đao vậy? Không sao, tôi vẫn còn những người anh em của tôi. 3-1, không chột cũng què. Đường nào mà thua được. Ui, đậu xanh bắn nhau mà không cho thấy gì chân vậy? Đúng rồi, chạy qua đây để tao pho kết vô cái màn hình coi. Rồi đâu mất tiêu rồi. À đây rồi. Tôi bắt trọn từng khoảnh khắc luôn nhé. Một con bò hồng có thể bị hạ được, nhưng ở đây tới 4 con lận. Anh em thấy chưa, gỡ lại danh dự liền. Cái này người ta gọi là danh bất hư truyền nước biển. Lộn, danh bất hư truyền thôi. Tụi bay múa hành động bậy hả? Tao cũng có nhen. Coi mà học hỏi nè. Tao đá vô mỏ bây giờ múa học. Đây rồi, chuồng mở rồi. Chiến thôi anh em. Anh chị em nhà mình đi theo tôi nè, để ông chùm bò hồng dẫn đường cho mọi người win cái trận này nhen. Đây, đi qua đây nó sẽ không thấy đường bắn mình đâu. Ở đậu xanh mà chặn đường tao à. Vậy là tôi chắc chắn đồng đội nó đi bên đây luôn nè. Thấy chưa? Cái đứa nào ca ác vậy? À còn nữa hả? Để tôi. Đặt trái bom keo ra giành mạng một mình đúng không? Người ta nói anh em như thể chân tay. Gà chung một mẹ là phải nhường địch cho tôi. Nani? Còn thằng cuối nhường tôi đi anh em. Rồi luôn, xong luôn. Thấy chưa, đi theo cái chiến thuật của tôi là win liền. Anh em bò hồng đã áp đảo với sĩ số là 2-2. Ủa mà 2-2 thì bằng nhau mà áp đảo gì ta? Xong cái trận này là áp đảo nè. Mấy bạn địch mua nồi cơm điện đội vô hết chưa? Chàng ơi, tôi giấu anh em bấy lâu nay. Thật ra tôi là ông chùm kéo tâm thế giới. Tỉnh ngủ đi em ơi, không thì không ai cứu được em đâu. Cái này là cố tình gục để cho đồng đội có đất diễn. Chứ bờ gồ laser như tôi sao mà gục được. Ê bạn ơi, có thể là ngưng bắn nhau lại cái cứu mình cái không? Đồng đội nằm chèm bẹp dưới chân đứng bắn hoài. Rồi, được cứu rồi. Tôi quấn máu cái là tụi này tới công chuyện với tôi. Anh em có thể nào nhường thằng cuối cùng cho tôi không? Mà nhìn cái bản mặt tụi này là biết không có nhường rồi đó. Bởi vậy cái tính không có giống tôi vậy chứ á. Phải tôi là tôi nhường hết cho đồng đội rồi. Đâu địch đâu. Chàng ơi, sao bắn có 2 viên nằm rồi? Cái này là tại vì bắt đắc dĩ nha. Chứ không biết gì trơn à. Cứ giữ vững phong độ đi anh em. Dán này mình win mình chốt luôn 4-2 cho nó cháy như FIFA. Go. Anh em bám sát tôi nha. Công theo tôi là win luôn. Tới công chuyện mấy bạn địch chiến này rồi. Ở bên đây nè, anh em chạy đi đâu vậy? Chạy xa tôi một hồi là gục, tôi không có cứu được đâu nha. Đây, quẹo qua đây em trai ơi. Ủa sao tôi bay quẹo hướng ngược lại? Không có tin tưởng nhau vậy trơn á. Đậu xanh, help me, don't kill me. Đặt kêu ra chứ hồi nó bắn tới không chị? Đặt trái kêu ra hướng này thật vô nghĩa. Rồi mày chơi mày gạt tao luôn. Bây giờ ngồi coi đồng đội bắn lộn hả? Chàng ơi, đẳng cấp của tụi này thiếu tôi làm sao mà win được? Bắn ghê vậy sao? May mắn thôi. Đậu xanh thằng này cũng may mắn à. Đồ anh em thấy chưa, tôi quay lại cái nó gục liền. Thiếu tôi thì làm sao win được? Quê là quê chung mình quê nhịp. Chúng ta cùng đến với chương trình. Bạn hỏi cái gì tôi trả lời cái đó. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hoàng Công Thành Đạt. Chú Sám làm YouTuber từ khi nào vậy? Tính tới giờ thì mình làm cũng được khoảng nửa năm rồi á. Nhưng mà nếu nói mình tập trung làm YouTube từ khi nào thì nó cách đây khoảng 2-3 tháng. Khoảng 2-3 tháng gần đây thì mình bắt đầu mình làm lại và mình tập trung vào nó luôn. Câu hỏi thứ hai của bạn Tài Nguyễn. Cho em hỏi, mỗi lần anh gục trong Free Fire sao anh nói lương lẹo vậy? Ủa có hả ta? Mình nhớ là mình có bao giờ lương lẹo đâu ta. Với lại mình chơi Free Fire có bao giờ gục
cục đâu mà lướng lẻo. Còn bây giờ, à mà quên, cái này là chương trình bạn hỏi tôi trả lời, thì anh em phải hỏi tôi mới trả lời anh em được, chứ anh em cứ comment cho em lên TV, cho em lên TV sao mà tôi cho lên đây được. Nhớ nhiên có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới, tôi sẽ trả lời trong clip sau nha. Còn bây giờ thì xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like, nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nhiên.